may quá có nhà ở. Chỗ chú rồi, là nam thanh nữ tú ở trong một phòng đánh mắt đưa tình. I'll go get help, it can't be that much further to the rendezvous. Oh, wait! Đấy, kìa. Ôi. Dấu hiệu. Ui, vãi cả khứt gió to em. Gì đấy? Ánh mắt kiểu gì đấy? Ui à. Ngủ mẹ đi, thức ăn kẹp. Ngủ zombie là nó cắn. Nhớ bão này zombie bay hết. Ô, xinh nhỉ? Thích tiếng mắt được tiếng rồi, ông thích ông nói ông ngại. So you always been like that, the whole healing thing. Con này năng lực siêu năng lực, con này X23 đấy, con gái của Wolverine đấy. Luckily, I was treated with the vaccine before it was too late, but the virus adjusted and adapted. Con này như nó bị nhiễm virus à? What happened to your father? Nó bị nhiễm virus nhưng mà nó cũng không bị biến đổi mà nó có siêu năng lực. By the time he died, his body had mutated so much he wasn't even recognizable. Sorry, I didn't mean to. That's all right. Besides, I didn't walk out of it empty-handed. Yeah, you got superpowers. That's not what I meant. The people who saved me, Leon and Claire, are the closest friends I've ever had. Claire is that a BSAA guy's sister, right? They risked their lives for me back in Raccoon City. I guess I'm still just trying to live up to their example. Never giving up, no matter the odds. Oh, hey, dude. Vãi gì nè. Đã sáng rồi, vừa mới tối xong. Đâu, đèn đèn nó chiếu vào, sáng đéo đâu. Tưởng mặt mà không tính chỗ gì đấy. Nào, đấy là giác quan thứ 6 rồi chứ. Đéo hiểu thằng. Đéo hiểu thằng gà lại còn phải đi mẹ đỡ đạn nữa, còn khả năng tự hồi máu rồi, đéo hiểu, điên mẹ rồi. Ai bọn nó đấy? Bao lên gì đấy? Bao lên gì? Bố lên! Gấu 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 gấu. Mày nhón sao? Mày nhón sao ạ? Các bạn, nó cầm gậy điện không ơi? Ôi giời, à, tôi đi. Thằng kia kìa, ông đéo đâu. Đau quá. Ây à. Ôi đi. Cứu tôi. À, gà xong rồi. Tớ có hai máu thôi, nó vụt phát chết mẹ luôn ạ. À. Gà vẫn lìn ạ. Nếu toàn đông chết. Ôi hết máu rồi. Your partner dead. Mà đây mình muốn có hai máu. Game này qua màn đéo hồi mọi là máu người ta. Thế thì ai chửi. Ôi địt mẹ. Thằng chó trong cái điện này. Phải bắn trước. Ôi địt con mẹ nó hóa điên lên. Con mẹ. Bắn bắt đầu bọn này cũng chéo chết và còn hóa điên lên ạ. Xem, mẹ tôi làm hết rồi. Chéo hiểu tôi bắn nó điên chứ làm hết rồi. Giao điện của tôi ạ. Mày này. Ui giời ơi. Đi cái gì đấy, nó đang quăng à. Đéo bọn zombie khôn đấy. Chết mẹ. Zombie đéo đâu ra cái tấm gì. Có cái đỉnh còn mày à. Tự nhiên nó cắt tay nào mình đéo đánh được gì. Chó này. Mặc cái đéo điện nè.
À ui, con mẹ. Cái gì đấy? Ui thôi xong. Chạy 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 nhanh lên. Ra xe nhanh lên, ra xe nhanh lên. Cái gì vậy? Ôi mạnh. Ơ? Sao? Ơ? Biết lỡ. Gì vậy? Ra ông kịp à? Ra rồi thấy. Ông ra chậm quá. Yêu yêu. Quá mình ra rồi mà nha. Yêu yêu, ra chậm thế. Trời ơi, bọn này chính ngu hái ở giữa cái vùng núi tuyết này thì đặt bom rồi nó nổ á. Để cho tuyết nó nở, cũng phải cấp. Kéo nó bắn lưng mình nhỉ. Ôi đi. Ôi, mạnh cô vợ gì đâu đây. Cô vợ đéo vậy, ai cô vợ không? Bắn vào trước. Cô vợ như con kia. Ôi té 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 té. Ôi đi. Đi con. Nhanh chạy. Told them to keep the doors down. Lên xe. Rồi bây giờ lấy xe này mới hỗn nạn đây này. Ôi trời ơi. Run for. Ôi ôi. Ôi ôi. Dẫu gì hả? Đi phải, rẽ phải, rẽ phải. Chết rồi. Ôi rồi ôi. Ôi nhiều cây quá. Ôi đi con mẹ. Đéo sao đi gà mãi. Mà này là mình nhớ đến hết trong game Call of Duty Modern Warfare 2. Chả liên quan héo gì cả. Sống là luôn là nó chạy cái xe máy tuyết này ở dưới cái trời nó đỡ. Ôi giời ơi. I don't want to be buried out here. Ôi trời. Ôi nhầm. Ôi trời ơi. Gì đấy? Mày. Mày ơi. Đéo gì hết. Thôi biết tôi sẽ chết. Thôi có làm gì đâu. Đéo hiểu sao chết hả? Đéo hiểu. Game bị lỗi. Game bị lỗi rồi. Gà. Gà đéo chịu được. Đi đâu cái chấm đấy. Lái gà thế. Còn thử mình gà. Lỗi. Có đi theo chấm cái gì đó, đi ngay sau lưng ông ấy. Nhưng mà cứ đống tuyết đâu có lở thuộc kém nhỉ. Chắc tại ông đâm nhiều đi chậm nên là tuyết nó đến. Đâm cứt đấy, bắn đéo. Tôi đi cứ ngay sang đít ông vượt. Tôi không đâm một cái gì đấy. Nhanh lên, nhanh. Phê quá, phê quá. Ủa. Ủa kìa, cậu nhịp mẹ có cái điểm dưới đường. Ủa kìa, có mấy cái này rơi rất là kéo nhặt. Kéo nhặt kịp. Bắt nó ấn kịp thôi rồi. Ui dồi ôi, ui đi mẹ. Ui đi đây. What the fuck, cái gì đây? Kéo đi đây, cái gì? Sao bên này? Cái gì đi đâu? Sao bên này, ui đi, cậu mẹ. What the fuck, cái đéo này xảy ra vậy, đi con mẹ ơi. Mặt nó dậy sóng à? Gì mẹ. Rẽ, Phan đây phải rẽ sang trái. Bị rẽ trái đây. This is not a good idea. Ôi, ra phải. Giống rồi, vỡ được gì vậy? Gì? Ôi giờ dễ đâu. What the fuck, khó thế. Này đéo ai mà chơi được. Đéo được. Toàn ông chết rồi khổ không. Đi từ từ, đoạn này phải từ từ thôi, không vội. Từ từ gì đéo nhờ. Hà lúc đó chua tan nó không chạy nữa. À thế à. Đéo được đúng tôi, đi mẹ. Chính cơ siêu hạ à. Đấy, ông già quá, này đi trước. This is not a good idea. Con mẹ nó như này thì đi đúng nào đấy rồi. Rõ ràng nó cái điểm đến ở trước mặt nhưng mà nó cục đá nó chặt thì đéo ai mà đi được. Mà bị rẽ sang trái nó không được nhá. Rẽ sang phải là không được nhá. Rẽ sang phải là bực nhá.
Tao tránh ngang đâm một đít. Chiến đấu siêu hạng mà. Ủa đít. This is not a good idea. I'm late now. Ôi ạ. Cái chắc này đi qua rồi đi. What the fuck? Đi đi gà đéo chịu được. Đi qua cái đéo đi. Cái đi theo tôi thôi. Đi theo ông ấy ghi ngay 6 lít ông ấy. Thì sao tôi qua được mà ông lại không qua được? Cái đấy nó mọc lên mà. Đúng lúc ông qua thì cái nó mọc lên cao quá rồi đúng không? Đấy, kiểu chả liên quan. Kéo kiểu sao mà có cái vụ mà không như này được kìa. Hiện tượng này mà hiện tượng gì? Địt mẹ. Ôi. Kéo kiểu gà nếu chịu được làm luôn mãi cơ. Thôi ông mẹ tôi nhất ông phanh lại thì để một mình tôi đi, tôi tự tìm checkpoint đi. Thật ông đi ông chết. Một người qua đó không có. Ôi, đéo hiểu đâm mình ạ. Ôi đi, đéo hiểu đâm mình ạ. Đi cô mẹ. Đâm nào. Đéo hiểu quả đấy mẹ chắc. Tranh đường với đá đi. Tranh đường thì tranh đường với quà. Tôi mà đi chậm một tí thôi, đéo quà cũng là đấy đấy. Cái đắp nó mọc lên, đéo phi quà nữa. Thôi, nó đã mặc định 120 rồi. Đéo hiểu luôn. Đéo hiểu mẹ đâm quả đấy mẹ. Hút mình ở một bên lại, đéo hiểu. Nhưng mà không hít thì đéo đi ra. Ôi, bình tĩnh nha, đéo bình tĩnh nha. Ôi, ui, nó thấy, nó làm cái gì đấy. Ui, ngồi rồi. Đéo hiểu ạ. Chị gọi quả spray giật mình quá. Quả spray giật mình thật. Ông cú góc quá. Đéo đỡ được mãi hôm qua cái màn. Đéo hiểu, nở tuyết kiểu đéo gì mà lại nở cái đấy. You okay? Don't worry about me. I'm built like a tank. Fine, I won't. Let's go. One more baby nap. Yeah. Nice acoustics. Ôi, cái gì đấy? Rồi. Ô kinh nhỉ. Đi ở trong này nó nghe tiếng thở á. Kiểu dẫm lên thủy tinh ấy. Thì đúng là dẫm lên đá gì. Dẫm lên đá đéo mà nghe tiếng này. Move in. Giống rồi. Để phụ nữ làm ạ. Ô làm đi. Đúng không? Bắt phụ nữ làm. Gà phải cất. Úi giời. Úi. Cái anh này đứng chở. Úi một vị thần ở đây. Ôi đi. Ôi đi. Mẹ. Ôi kìa. Ôi thằng. Bết bác gì đó. Ôi kìa. Ui thằng ngân hàng. Ngân hàng. Jesus Christ. What does it take to kill that thing? Phải tránh bị phát hiện bởi mấy con rơi. Mấy con rơi đã mắc cho thằng này. Rồi làm nào. Tránh mấy con rơi phát hiện thôi. Cái gì đấy? Chui đi sáng trốn. Thôi không đi đi nhá, tới đi đây. Đéo kiểu ngồi nha. Đi ra. Ok, đó khi mà bị phát hiện thì chui vào thôi. Ô nó bay đến, nó bay đến. Xong. Nhanh lên, bao đi, bao đi, gào ấy cất. Mày không thấy đấy, gà vãi. Đợi nó bay đi rồi mình chui ra. Thôi mày ra nhanh. Ủa đi mẹ nó quay lại à? Ở đâu? Bắn luôn. Tiên hạn thường toàn luôn. Bắn nó không? Ồ xong rồi. Đi còn mẹ mạnh ơi. Mạnh nào tôi bắn nào ông bắn thì có. Tôi bắn đéo đâu, đéo hiểu tôi chạy nhanh. Ui đá rơi. Chạy đi. Chú ở đây. Ok. À, tìm thấy đéo được. Ôi đi. Thôi tao thôi. Thôi anh ơi, không phải đây đâu. Mày nhớ. Té.
Té. Thôi thôi bây giờ không đấm rồi con. Mày kêu này. Đấm nó nhá, đừng có đánh. À đừng có bắn, Ui nó ngay đây ạ. Ui giời ơi, dịp mày ơi. Thôi xong rồi. Nhanh mình nhưng mà mình không được phép đấm trước mặt con tơ ấy, mình đấm phía sau thôi. Đó. Từ từ. Đấy nó quay lại. Đấy. Nè, pro chơi. Mình đã không sống nữa lại. Từ từ. Đi ra đi. Từ từ nhìn con tơ bay không được đâu. Trước mặt không được. Biết ngay mà. Thì chạy thôi. Trước mặt không được. Chạy nào. Đi là tôi. Chết rồi, có cái hòm này. Chạy theo tôi, chạy đi. Đi còn lại đéo nổ. Phải có lấy cái hòm này. Ông già vãi đi. Chạy đi đã, tao mới chạy đi đã. Không à. Giờ qua được. Tao chỉ đập sau lưng con rơi là được. Ông đừng để con rơi nó bay trước mặt. Đúng không? Ông phải để con rơi bay quay lưng lại. Thì ông đi đằng sau lưng ông đập nó. Từ từ thôi. Ui thì còn mẹ. Biết ngay mà đi. Mày à. Ngả vãi lìn à. He's found chú, us. Chú ở đâu này? Chú ở đâu này? Hide before he comes. Nhanh đi chồng mày. Cười mày á. Nhưng mà nó biết thì thôi. I'm doing a fan of hide and seek. You'd rather that thing kill you? Tranh thủ nó đường kia. Đập con rơi phải để con rơi đang bay về phía ngược mình ấy. Đấy. Đừng nào nó đứng kia kìa. Hy vọng không giống như nó vừa chạy lên kia mà nó không nhìn thấy đâu. Cẩn thận ở phía trước con rơi nhá, cẩn thận phía trước con rơi đó. Đấy nó phải quay ngư bay ngư về phía mình, quay mình đập ăn đập nó. Đã mở lăng ba vi bộ như tôi là không bị bắn. Thôi đừng từ từ để nó quay ngược lại á, mang bay về phía mình á, mang bay về phía mình. Đang có con gần bịt mẹ. Ôi thứ xong rồi thì con kia mang. Ôi giời. Con đây không nhìn thấy. Đã con này bay ngược lại á. Mẹ ơi. Một đá. Đây om. Gì vậy? Đéo có gì ạ? Có thế. Có gì? Có cái cục tiền. Cục để nâng cấp đồ nâng cấp ấy. Đéo rồi, càng nay nâng cấp đéo nhỉ. Đấy này. Đéo. Đẩy nghe thấy đấy. Nhanh đi thôi đẩy thế thôi, đừng đẩy nữa. Ôi ông đẩy của gì đấy? Jesus, guy doesn't miss a beat. Chú anh này tóc dọc nhỉ? Tóc hơi chắc đấy. Ừ, giống người ra nhanh. Khinh rồi chưa? Ủa kìa, cái gì? Giật cái mình. Rồi sao nữa đây? Nhắm thế. À, vì cái cửa đỏ. Đây có hai cái thùng rác, ba cái thùng rác, nhiều thùng rác lắm. Thế lấy sợ gì nhỉ? Cứ bắn thôi. Điên à? Bắn chạy lên hồ chết. Thế có hòm không anh? Ui vớ vẩn mẹ được có mỗi con. Tôi được con họng. Đứng như này phát biểu. Ui đứng như này nhìn thôi. Nhìn được tầm. Ui cái đông lắm, nhiều lắm. Bắn thôi. Bắn cứ. Tầm mày cứ bắn một thằng một chui từng giáp. Cứ bắn từng con một thằng chui từng giáp thôi. Chắc không. He's found us. Đấy một con. Xong. Bài mày. Có hai cái mà không thoải mái. Đi kìa.
Ôi đi mẹ cái này đầy rác. Chạy nhanh lên. Tôi xong rồi. Tôi xong rồi, nó phát hiện rồi. Ôi, yeah. Rồi nó gặp mình. Đéo hiểu quá. Trời ơi, còn xui một cái thằng rác, một con rác. Tiền nạn thuộc viên cường. Anh à, con mối. Bắn tiếp à, chuẩn bị chui thống tiếp đây. Shit, he found us. Quick, hide. Ôi đi mẹ. Có khi nào thì mẹ nó bực quán đập mẹ thùng nhau. Có đi cái nó đâu rồi. À, đéo mở nữa. Phải đâu. Ôi đi. Ôi đi. Ôi đi. Ôi đi. Đi 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 đi. Ôi đi các bạn, từ con này trước mặt, nấp. Bọn làm game ở đây, con kia đang quay lưng nhau. Con này. Ui. Bọn làm game khôn thật ấy. Mẹ, đánh đấy. Ôi, con này. Đến nó mở cửa thôi. Từ đang bay ở phía đấy. Đang bay ở chỗ ông đấy. May thì tôi mở xong mẹ cửa rồi. Ôi trời ơi. Ôi, tôi đi nha. Đéo còn phải giữ cửa. Đóng nhẹ nhẹ thôi. Ui đi mẹ, tôi giật vực à, đi giật cầm mình. Ôi giời. Giật cầm mình. Cái đi cũng phải giật cầm mình. Ui gà, đi cầm mình. Chạy ơi, chạy kiểu đéo gì này. Đi con này à, đừng chạy con vực quá thành nữa. Đi con này à. Ôi xong rồi. Đéo hiểu à. Thì có vẻ game làm như quá là con mắt kia sẽ chạy kiểu mình cứ tưởng đấy vẫn đang cắt xin cái này. Mình cứ tưởng đấy vẫn còn đang cắt xin chứ thì thế. Mẹ mày chạy nhanh đéo chịu được. Qua đấy mình cứ tưởng nó còn đang cắt xin. Chạy chạy được. Ôi chạy đi đừng có làm thuê đó. Ôi mẹ cái game làm xéo nhiều quá. Chạy bắt em chạy ngược cái tình thế. Game đã lập chết mẹ này. Ngựa gà nữa. Nó bắt chạy kiểu. Thằng nào đợt này kiểu gì chả thế. Game nó bắt thế rồi. Ôi anh chạy được tốt, ông chạy ngán chịu được. Đấy đi, phải. Xuống trái. Chuẩn bị chưa này? Chưa. Ôi, ừ. Mẹ nó vẫn đổi kim kìa. Gà, đó chịu được. Mẹ. Thôi đi, ông được chạy trước. Đấy ai chạy nhạc. Nhưng mà ông lúc nào cũng được chạy trước hết. Thì đó, giờ tôi lúc đéo đâu bị chạy sau. Đây rõ ràng tôi đi vào điểm thích quay. Chắc là đéo được con chạy vào đây làm đéo thì mẹ thật. Shit. Đi ra. Đấy. Thôi cái bé đứng vào này thì nó cũng bị được khủng này một cái. Chuẩn bị nước này. Nó kìa. Đây. Nó rằng nó vẫn bị. Con chạy còn chưa đến cái chỗ để được phép nuốt cơ. Mà rõ ràng con chạy còn ngang tầm với ông nhá. Rõ ràng chạy từ đầu là ngang tầm với ông luôn. Yeah. Không sao ông thì nào luôn mà cứ cùng vẫn bị cái đâm. Tôi đứng đây luôn, đéo chạy được. Kiểu đéo rồi. Đéo rồi. Shit. Run. Gà quá. Đi con mày. Chuột. Đây. Đi mẹ. Chuột rồi mới đéo được. Đéo hiểu. Chịu là từ chám đấu lại được. Ôi đi tới. Shit, run.
Đấy. Ô đi. Kéo rồi đấy. Chạy 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 chạy. Ô đi. Chạy cái góc quay của nó như thế kéo đi với cái gì cả. Ô đi. Làm gì. Thôi cổng thang đấy đấy. Chạy cổng thang trèo lên. Con mẹ. Cái góc quay nó vẫn cứ thì chiếu vào mặt mình này. Khổ ai này. Mẹ tên nào mẹ quá. Mẹ tội ạ. Ui. Rồi sao nữa? Ủa gà, ủa gà. Sao nó lại đây rồi? Ủa đi. Ủa gà, sao quay lại đây à? Ủa đi. Đấy đây, chúng đi một vòng. Trật tự nha. Dẫm lên băng nó nghe thấy đấy, dẫm lên băng nó nghe thấy. Từ từ đi ra đây có súng này. Đâu 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 đâu. À đây có bom, có bom. À bom để đánh vào hướng, đánh vào hướng, đánh vào hướng. Nhặt đi. Bắn cái đấy, bắn cái phải nhặt. Mới điên, ông điên à? Đi của mẹ, bắn cái cứt đây, bom này phải nhặt. Tôi xong rồi, tôi xong rồi. Này thì bắn này, đi nào bắn, nhớ hiểu. Bom này mình đặt ra một góc, mình đặt ra trong chỗ nổ. Đéo không hiểu nghĩ về đi bắn này. Nếu mới biết, tưởng anh kia này nó khôn kiểu kiểu bắn đấy sao. Ra mà nhặt bom rồi đặt đi. Đéo hiểu bắt tôi nhặt. Mỗi người nhặt hai quả. Làm nào ở súng bom nhỉ? Gò. Gò á? Được. F, 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 F. Ờ, rồi sao? Kêu phải đặt nghĩa nào? F, F không làm nhau. À. Chụp xả. Đây có hai quả nữa này, không nhặt bớt đi. Chuẩn bị, chuẩn bị. Từ từ. Từ, bình tĩnh nhá. Từ, 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 từ. Ôi, địch của mẹ nổ khoảng một người tôi. Địch của mẹ. Rồi đó. Đéo có vẻ bom này đéo phải để cho nó nổ à. Đánh lạc hướng đâu, đéo hiểu. Tao đang tìm đặt này, đặt ở chỗ nào đấy chứ không phải đặt chỗ này. Mẹ bắn chết mẹ luôn. Đéo chết nó không. Ông đặt bên đấy, ông đặt bên đấy đi. Để yên tôi xem nào. Đi quanh quanh xem có cái chỗ nào để đi không á. Đây đây đây, nhanh bên đấy. Đây. Chéo đây. Nhanh lên. Cái bom chỉ để cho thôi, chứ không để làm gì đâu. Đi mẹ. Chạy ở đây chéo lên. Nếu mà sao mắt, cắn mắt mình làm vậy. Tại vì ông gà ông yếu ông đéo bông của tôi lên thì mẹ tôi có sức mạnh đặc biệt đấy ông mệt kinh. Rồi bây giờ ông sang đây xem có gì không thì mẹ nó cứ nhìn mặt vào đây thì mẹ đéo ai xem đấy. À rồi 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 à đây mình phải đặt, tôi bây giờ tôi mới đặt bom à đâu nó hiện chữ đặt bom này ông đặt đâu ấy hình như bên ông không lấy xong mẹ rồi ông mạnh đéo hiểu được cái tích sự gì luôn. Ông thang đấy không thì ông thang cất được. Nói rồi ông mạnh ông nói lắm đấy đéo hiểu. Tôi thích nói nhiều bắn mẹ mà cơ đi ở đâu sang đây mở nhanh nhanh cái gì nghe tiếng nhạc thì không ổn rồi đấy nhanh chân đây. Đấy, tít tít thôi đi con mẹ chạy. Ôi chạy nhanh, nhanh, nhanh. Nó đéo giữ, nó đéo giữ đâu đâu, thật mẹ. Tôi tin nó đéo giữ đâu. Mở đi. Nhanh cái tay lên. Đéo chưa? Nhanh cái tay lên. Đéo hiểu quá. Mỗi người một việc. Đẩy cái cửa không đẩy nổi. Ây da. Tí nữa lại phá cho mình xem. Giữ cái đéo. Ôi đi của mẹ, tôi cho mình. Biết mà. Mở nhanh lên. Nhanh lên. Đang nhanh hết nữa đây. Xoay như điên đây. Mở đẩy đi. Nhanh chạy lên. Nhanh lên, nhanh lên chạy qua đi. Đi mẹ em tính cứ đóng cửa mà cửa này à. Lắm cửa thế. Nhảy lên. Đang ấn đây. Chạy đi.
Nhìn bà Tâm chạy à? Mọi người phải lập chạy thôi. Đóng cửa đấy. Lại dừng cái. Đi của mẹ. Vòng lọc rồi. Mở đi ơi đi mẹ. Mở. À, từ từ. Gái bom, gái bom. Đi của mẹ mới luôn. Gái bom không kích nổ thì sao nó nổ? Có kích được. Mẹ sao phòng bên kia tôi kích. Cái gì đấy? Ôi, mạnh mũi khoan, khoan. Trời ơi, lại nó luôn. Đây. Thì vẻ vừa đang có bom xong phí đâu chịu được. Mày chờ cái nào này. Ui, ui. Ui, lúc kia nó chơi tay bò nó khoan máy luôn. Kéo đi thân đi. Mày chờ cái nào này. Mày chờ cái nào. Chờ cái nào à? Chờ cái nào à? Chờ cái nào à? Không khỏe lắm chứ à mày. Ô kìa, bấm bấm. Mẹ đúng mẹo đi chân mẹ này. Mày này trời. Đỡ thì kéo được. Mình phải khỏe thế. Mày ở đi thế mà nó không quân không hiểu sao ạ. Chết mẹ rồi, nhanh lên. Nhưng mà càng ngày càng chạy càng nhanh đấy. Đi mẹ đùa. Con mày à. Mày này cửa ấy. Mày này ấy. Mày sọc của bọn tao hơi nhiều rồi. Đi mẹ à. We did. Tiếp. We beat him. Sọc nữa chứ. Mẹ nó vừa sọc mình mấy lần thôi. Này nó biết nó chưa chết đâu. Tí nữa lại chui ra đấy. Chắc chắn nó chưa chết luôn. Con này dài lắm. Is that the exit? No. Đây đường ra rồi. Yeah. Once we get out mặt trời đi rồi. Chắc chắn nó chưa chết. Đi về phía mặt trời. Gì đấy? That's the rendezvous. About damn time. Ôi đi. Dễ nhờ. Thì giờ bọn này bắn đéo chúng cái nào à? Ngu đéo chịu rồi. Rồi vì nhìn mặt xem xét cái kia biết rồi. Ui dồi ôi. Nịt non mẹ. Ui dồi ôi. Vậy thì còn gì là cái thằng người nữa. Mẹ game từ khi mẹ nó biết mình có khả năng hồi phục được. Nó cứ thì mẹ phang mình. Kiểu kiểu mấy cái thằng khỏe khỏe nó cứ bị phải phang ấy. Dám nhậu. Ủa đẹp. Ủa Adam đấy. Ui Adam mặc áo đẹp đấy. Cái máy chứ. Nếu mà con này khả năng bố ra vậy. You're Wesker Jr. Wesker. He lost me. Albert Wesker was a colossal imbecile. A fool who tried to destroy the world. He was also your father. Cháu hiểu sao trời giữa tự tiết tôi lạnh giá này mà con ấy mặc ngày thì chẳng. Thì ông cũng thích à? Con thích lạnh à. Nóng bỏng như thế này lạnh gì cho được. Mấy thằng xung quanh đi toàn kiểu áo. Áo bông áo biếc. Riêng con ấy mặc. Ui gà chưa mẹ. Cái gì? Nhìn đâu độ chính xác đi. Bắn kìa trông 65 mà. Bắn kiểu gì độ chính xác 65 ấy. Theo hiểu của gà lắm chứ. Bắn độ chính xác 83 này.